Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em build môn phái phản công. Đây là môn phái mà trước đây thì hầu như là không ai chơi, nhưng thời gian gần đây thì bắt đầu là có thêm nhiều thanh niên chơi hơn. Nên là mình sẽ build cho anh em xem như thế nào nha. Trước tiên thì mình sẽ cầm cái môn phái phản công này của mình đi đánh đấm một vài trận để cho anh em xem hiệu quả của nó ra làm sao nhá. Hiện tại yêu lực của mình đã là 4,8 ức thì mình sẽ chơi như anh em cùng phân khúc 4,8 ức anh em nhá. Ở đây có một ông 4,78 ức, nói chung là nó cũng na ná thì mình sẽ múc luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ để tốc độ x1 để cho anh em có thể nhìn thấy này. Rồi, phản công nha anh em, có phá giáp này. Tiếp tục nhưng mà không có phản công. Rồi, phản công tiếp này. Ok, đánh đi. Đánh đi. Phản công không? Tiếp tục là phản công. Phản công liên tùng tục anh em ơi. Rồi, wow. Đây là hiệu ứng của em Sơn Giã Tinh được hồi máu nha. Tiếp tục. Ui xổi, không thấm anh em nhá. Tiếp đi nào. Hồi máu. Phản công. Ui, phản công liên tùng tục luôn anh em ạ. Rồi, tiếp tục là phản công anh em ơi. Ô, pha vừa rồi lại không phản công này. Ok. Ok, kẻ địch đánh một phát thì mình được đánh hai phát nha. Phản công. Đó, kết liễu nha anh em. Anh em thấy như thế nào? Đấy là cái lợi ích của môn phái phản công. Tức là kẻ địch đánh mình một phát thì trong một turn mình vừa đánh thường vừa phản công lại, thì tức là đánh được hai phát thì có lợi hơn rất nhiều anh em ơi. Tiếp theo, trận thứ hai thì mình sẽ nâng độ khó lên một tí để cho anh em xem là cái môn phái phản công đánh với bạn này trên môn phái né sẽ như thế nào anh em nhé. Vẫn là tốc độ x1 thôi. Ok, phản công đánh nhưng kẻ địch lại né. Nhưng anh em có thể nhìn thấy đó chính là em ứng long khi mà kết hợp với cả tam nhãn chân quân thì nó đã được đánh cùng luôn. Bởi vì là hiệu ứng của em tam nhãn chân quân là khi mà đánh ấy, là sẽ có xác suất là em pet của mình được đánh luôn. Thế là em ứng long không cần chờ đến hiệp thứ 5. Ôi, anh em thấy ok nào? Được phết đấy anh em ạ. Nên là cũng hơi xui. Rồi, múc đi. Tiếp tục đi xem nào. Giờ chỉ trông cậy vào em tam nhãn chân quân kích hoạt hiệu ứng thôi. Nhưng mà kẻ địch được hồi máu nhiều quá anh em ạ. Và liên tục né nha anh em. Ok, mình sẽ chỉnh tốc độ lên x2 nha. Rồi, không thấm mấy. Không thấm mấy. Wow. Rồi, tiếp tục. Ui à, khả năng cao hết 20 hiệp khi chưa kết liễu được kẻ địch quá. Rồi, nằm xuống nha. Kẻ địch vẫn khá là trâu, mình thì được hồi máu. Tấn công đi. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi. Ôi kìa, 19 hiệp, 20 hiệp anh em ơi. Đó, và cái kết là không thể kết liễu được kẻ địch và dẫn đến là mình thua nha. Thì đấy, thông qua hai trận đánh PK thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là điểm mạnh cũng như là điểm yếu của môn phái phản công. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em build làm sao cho nó chuẩn chỉ nhá. Điểm mạnh thì nó có thể là đánh được nhiều lần. Và với những anh em nào xài em ứng long thì sẽ có cái khả năng là được đánh luôn từ hiệp đầu tiên rồi hiệp thứ hai, hiệp thứ ba. Nói chung là cái xác suất nó sẽ đánh luôn không cần chờ đến hiệp thứ 5. Đấy, mà sát thương của em ứng long thì anh em biết rồi, cực kỳ là to nha. Thế thành ra là có những trận là kết liễu kẻ địch rất nhanh. Tuy nhiên, điểm yếu của anh em có thể nhìn thấy, nếu như không kích hoạt được cái nội tại của em tam nhãn chân quân thì chắc chắn là em ứng long không thể nào mà làm được gì hết. Thế thì đầu tiên là về linh thú, chắc chắn là chúng ta vẫn phải xài ứng long rồi. Và kết hợp với cả em huyền vũ để có thể là hồi máu, do là môn phái phản công nó sẽ bị thiếu đi cái khả năng hồi phục anh em nhé. Và thêm một đấy nữa là môn phái phản công thì chúng ta sẽ cần phải cường hóa linh thú cũng như là công nhiều. Và tiếp theo là về tinh quái. Tinh quái thì mình vẫn chọn đó chính là tiểu long nữ để đi PK. Và nếu như mà có anh núi, tức là Đại Sơn Hiêu thì mình cũng sẽ cho vào đội hình. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa có Đại Sơn Hiêu. Với cả là em Sơn Giã Tinh của mình thì build được cái level skill bắt cá của nó level 4, là hồi ngày được 32% HP tối đa, là có thêm cái khả năng hồi phục. Môn phái phản công thì không giống như môn phái né, nó sẽ không có được cái khả năng hồi phục tốt như vậy. Thành ra là nếu như có Sơn Giã Tinh thì cũng ổn áp nha. Kết hợp với cả Kim Quang Hộ Thể là hai cái duy nhất để cho chúng ta có thể hồi máu. Còn đi PK phản công thì bắt buộc là anh em phải sở hữu được tam nhãn chân quân rồi. Và tam nhãn chân quân của mình 18% xác suất linh thú cùng tấn công, thì anh em có thể thấy là hên xui. Hai trận thì có một trận được đánh một hiệp, còn lại những hiệp sau thì không thể đánh nữa. Thì bắt buộc là chúng ta phải có được em tam nhãn chân quân với level thần điểu trợ giúp này, nó phải cao lên. Mình tin chắc rằng là nếu như mà lên được thần điểu trợ giúp level 13, tức là càng chơi về late thì môn phái phản công này sẽ càng khỏe. Bởi vì là ông tam nhãn chân quân này sẽ dắt theo ứng long đánh cùng á, thì ôi dồi ôi luôn, cực kỳ là thốn luôn anh em nhá. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu game thì rất khó để cho chúng ta có thể đủ được cái phôi của em tam nhãn chân quân và nâng cấp được cái level skill nó lên cao, thì cái tỷ lệ của nó thấp lẹt đẹt, nên thành ra là nó hơi hên xui. Đấy cũng chính là lý do nhiều anh em hỏi là tại sao mà đi PK lại gặp một số ông là rõ là ứng long
hiệp 5 thì nó mới đánh. Thế mà bây giờ thấy hiệp 2 nó đã đánh rồi, hay thậm chí là hiệp 1 nó đã đánh luôn rồi. Là bởi vì kết hợp cùng với cả Tam Nhãn Chân Quân, nội tại khi phản công có 18% sát suất linh thú cùng tấn công anh em nhé. Và lúc này anh em thấy mình hơi bị thiếu sát thương một chút là bởi vì trong cái phần huyết mạch thiên tiên thì với môn phái phản công là chúng ta phải chơi all in vào cái huyết mạch bạch hổ 4 viên. Thì khi mà chúng ta phản công thì sát thương tăng lên 50%. Môn phái phản công này có rất nhiều chỗ để có thể là tăng được sát thương nha anh em. Tuy nhiên là do mình mới chuyển sang môn phái phản công ấy, thành ra là mấy cái huyết mạch của mình vẫn đang để môn phái choáng hai cái chu tước này, nên là nó chưa được tối ưu được cái sát thương. Nhưng mình tin là nếu như mình có 4 cái huyết mạch bạch hổ là cái trận chiến PK vừa nay nó cũng khác bọt hơn rồi đấy. Thêm một cái lợi thế nữa của môn phái phản công nhá, tức là môn phái phản công này thì nó sẽ không cần phải chú trọng lắm vào cái phần nhạy bén anh em ạ. Do là kẻ đấy cứ đánh mình đi, mình sẽ phản công trở lại mà, đúng không? Và phản công thì nó còn ngon hơn, gây ra được nhiều sát thương hơn, rồi nó lại còn có tỷ lệ kích hoạt phần trăm là linh thú cùng tấn công cùng với cả Tam Nhãn Chân Quân này nữa, thì thành ra là anh em không cần quan tâm đến cái nhạy bén làm gì nhá. Nếu như sợ thì môn phái phản công này nó cũng chỉ sợ mỗi choáng thôi. Chứ còn liên kích bạo kích thì lại càng khoái, cứ đánh nhiều anh sẽ phản công nhiều luôn, ngắt luôn cái chuỗi liên kích đấy. Thế nên là ở trong cái phần huyết mạch thiên tiên này thì anh em có thể lựa chọn dòng phụ là kháng choáng. Còn về thần thông khi mà đi PK thì nó cũng y như hệt như kiểu là một phải né thôi. Đấy lý do tại sao mà trong những cái video trước mình bảo là anh em chơi né với cả phản công á là hợp lý luôn. Bởi vì là cái thần thông này là nó không cần phải điều chỉnh nhiều, nó vẫn cùng một bộ đấy thôi. Khi mà đi PK thì vẫn kim cang bất hoại, kẹp thêm hai cái ấn ký giảm sát thương cuối mà giảm sát thương cuối đó. Ở trên này thì vẫn là giải thi pháp với khả năng hồi sinh. Và tiếp theo PK thì vẫn rất cần là cái thực hồn chú. Đó, ok là vẫn là cường hóa thuộc tính chiến đấu thôi anh em. Và ở đây thì vẫn là kim quang hộ thể. Tại sao không phải là băng phong ngàn dặm hay là một số những cái khác, mà cái này nó phải là kim quang hộ thể? Do là môn phái phản công nó không có cái khả năng nào để hồi phục cả. Nhưng mà cũng hơi khoai nha, kẻ địch mà cũng có cái thực hồn chú này là mình rất lâu mới được hồi máu này anh em nhé. Nên đấy cũng là một trong những cái điểm yếu của môn phái phản công là cái khả năng hồi phục của nó kém. Gặp những ông nào mà build có khả năng hồi phục mạnh với cả Huyền Vũ thì môn phái phản công mình chắc chắn sẽ bị lép vế hơn. Còn khi đi vào đài thì anh em vẫn lựa chọn cái mình đồng ra sắt thay thế cho kim cang bất hoại, và tầng 3 là lựa chọn cái chói thần để thay thế cho cái giải thi pháp anh em nhé. Rồi thế thì sẽ có anh em hỏi là thế thì chúng ta cần phải build môn phái phản công làm gì? Đó, anh em có thể thấy là với môn phái phản công này thì sẽ có những ải mà kẻ địch nó kháng né, thì chắc chắn là chúng ta phải mang cái môn phái phản công để đi rồi. Và kẻ địch mà đánh mình được phản công lại và trộm được công của mục tiêu, ui dồi ôi, đánh đấm cực kỳ là sướng luôn, vượt ải bao phê anh em nhé. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ đi vượt ải, không biết là ải này có kháng phản công hay không, có kháng phản công và kháng né, nhưng mà mình cứ thử sức thì xem như thế nào nhá. Tất nhiên là không có phản công thì chúng ta sẽ có thể tối ưu hóa được sự sát thương gây ra. Rồi ok, đấy vẫn được phản công nha anh em, ok luôn, đánh bằng linh thú. Và với cái khả năng là Tam Nhãn Chân Quân này đánh cùng ạ, thì chúng ta sẽ có cái khả năng là cứ phản công thì linh thú sẽ được đánh cùng luôn. Thế thành ra là đi vượt ải nó sẽ thừa sát thương chứ không phải là thiếu sát thương như những môn phái khác nữa. Đấy là cái điểm mạnh của môn phái phản công khi mà chúng ta đi vượt ải nha. Anh em nhìn thấy là ở mấy cái ải này thì con quái nó có kháng phản công, thành ra là chưa phát huy tối đa được cái sức sát thương đến từ em Ứng Long kết hợp với cả Tam Nhãn Chân Quân. Nhưng anh em cứ yên tâm là với những cái ải mà không có kháng phản công ấy, mà nó lại kháng choáng hoặc kháng né nữa, thì mang môn phái phản công đi là quá yên tâm anh em nhé. Thì đó là cách mà mình đã build môn phái phản công để đi vượt ải cũng như là PK, thì anh em có thể tham khảo nhé. Và nếu như anh em thấy video hữu ích thì nhớ cho mình xin một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Với cả là mình cũng có hướng dẫn thêm một số những cái môn phái khác nữa, anh em có thể xem trên màn hình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.